mẹ của nghệ sĩ Đức Tiến chia sẻ về việc làm lễ tưởng niệm, khẳng định không nhận tài trợ, toàn bộ tiền phúng điếu sẽ đi làm từ thiện. Lễ tưởng niệm cho Tiến, cho bạn bè anh em đến để mà chia buồn. Còn cái cô không có làm cái lễ tang gì hết. Ngoài ra cô không có đóng góp, không có xin đóng góp hay là một cái hình thức nào hết. Còn vấn đề anh em đến đây mà có phúng điếu hay cái gì á, thì sau này số tiền này á, thì cô sẽ làm từ thiện để mà xoay công đức cho Tiến. Đức Tiến sẽ được an táng theo cách chôn chứ không hỏa táng. Mẹ con hay nói chuyện cũng giỡn á, cũng nói là sao thì con có mất con mát chôn không. Tình hình hiện tại của con dâu sức khỏe yếu, đau buồn, con gái còn nhỏ nên sẽ không cho gặp mặt ba lần cuối. Sự mất mát lớn này á, thì Bình Phương rất là suy sụp, sức khỏe có thể là rất là yếu, tại vì bé mèo nhỏ quá nên có lẽ Bình Phương cũng chưa cho biết cái điều này. Phong cảnh chiều mưa vắng vẻ chia buồn cùng sự ra đi đầy tiếc nuối. Nhận được thông tin là 29 tháng 5 10 giờ sáng là vợ Đức Tiến, Bình Phương sẽ làm lễ tang cho Tiến. Còn ở gia đình là cô làm một cái này là cũng như lễ tưởng niệm cho Tiến, cho bạn bè anh em đến để mà chia buồn. Còn cái cô không có làm cái lễ tang gì hết. Ngoài ra cô không có đóng góp, không có xin đóng góp hay là một cái hình thức nào hết. Còn vấn đề anh em đến đây mà có những hai cái gì á, thì sau này số tiền này á, thì cô sẽ làm từ thiện để mà xoay công đức cho Tiến. Trên mạng là chia sẻ là cô làm cái đám tang để mà kêu gọi đóng góp cho Đức Tiến, nhưng mà ngoài ra cô không có làm cái việc đó. Cô chỉ làm một cái để tưởng niệm để anh em bạn bè đến như buồn gia đình như vậy thôi, chứ ngoài ra cô không có xin đóng góp một cái hình thức nào hết. Quan hệ cô với con dâu thì rất là tốt, mẹ chồng với nàng dâu rất là thuận thảo, rất là thương nhau. Mỗi lần dâu về, cô dâu về Việt Nam vẫn mua quà rồi cho cô, cũng rất là quý mến cô. Một cái chuyện này, sự mất mát lớn này á, thì Bình Phương rất là suy sụp, sức khỏe có thể là rất là yếu. Bản thân cô bây giờ cô cũng rất là mệt mỏi, tại vì bé mèo nhỏ quá nên có lẽ Bình Phương cũng chưa cho biết cái điều này. Cái hình thức an táng của con tôi bên Mỹ là hình thức chôn. Mẹ con hay nói chuyện rồi cũng giỡn giỡn á, cũng nói là sao thì con có mất con mát chôn không. Bên đó là người ta đã lo hoàn chỉnh rồi nên con không có ý kiến là đưa Đức Tiến về Việt Nam. Bên đó người ta lo về hoàn chỉnh là quá tốt rồi, mình không cần phải đưa về Việt Nam. Hơn nữa bên đó là cũng có vợ có con nữa, sao mà vợ con có lo. Theo con được biết là cô của Đức Tiến cũng ở bên Mỹ, đã sắp xếp là đưa một người anh của Tiến nè với một người cô của Tiến là sang bên đó. Còn về phần cô thì cô cũng đang lo thủ tục để làm hồ sơ. Nếu cô đi được thì cô đi, nếu không được thì thôi. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.